Kính thưa chủ tọa diễn đàn, kính thưa các điểm cầu tham gia diễn đàn và kính thưa các vị đại biểu tham gia trong diễn đàn ngày hôm nay. Đầu tiên thì tôi rất là cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi phát biểu tại diễn đàn về những cái ý kiến đóng góp liên quan đến chuyện phát triển cái sản phẩm ô cốp Việt Nam. Thì qua diễn đàn thì qua các cái ý kiến trước tôi đó, thì tôi thấy rất là hay và rất là có giá trị. Từ đó chúng ta thấy rằng cái chủ trương và những người thực hiện cái chương trình sản phẩm ô cốp để hôm nay tạo nên được một cái thương hiệu nó mang tầm quốc gia, đây là một điều rất là giá trị đối với nông nghiệp Việt Nam. Như quý vị ngồi đây thì tôi nghĩ là chủ trì, đơn vị chủ trì á, là Bộ Nông nghiệp. Thì Việt Nam chúng ta có 80% là những người đâu đó sống vì nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và đã tham gia làm nông nghiệp. Với cái chương trình ô cốp thì mỗi làng một sản phẩm như thế này, tôi nghĩ là cả xã hội được đón nhận và phát huy rất tốt đối với cái thương hiệu ô cốp. Đó là sự đồng thuận để tạo nên giá trị. Trong quá trình phát triển sản phẩm ô cốp thì tôi thấy ở một cái giai đoạn mới, thương hiệu ô cốp đã được khẳng định và sản phẩm ô cốp cũng đã được khẳng định về tiêu chuẩn, về chất lượng. Vậy chúng ta phần nào tạo nên một niềm tin cho sản phẩm và tự tin giới thiệu để phát huy cái giá trị kết nối, phát huy cái giá trị thị trường, làm sao mang lại giá trị cái thương hiệu ô cốp. Thì qua cái thương hiệu này, tôi nghĩ bây giờ không phải chỉ là trong cái kết nối giao thương, mà nó còn lại là giá trị về dịch vụ, giá trị về văn hóa và giá trị du lịch như các vị cũng đã nói trước tôi. Thì thông qua những cái giá trị này đó, thì riêng tôi cảm nhận và tôi thấy cần phải đề xuất với ba cái ý kiến làm sao để cho chương trình ô cốp và sản phẩm ô cốp cũng như là thương hiệu ô cốp phát huy mạnh mẽ với cái tầm quốc gia. Thế thì là giống như chị Liên đã nói trước đây, thế thì nếu như chúng ta không khai thác được hoặc chúng ta chưa có những cái quyết liệt trong quản trị điều hành cũng như là thực thi nghiêm túc cái sản phẩm ô cốp thì nó sẽ mai một và khó tạo ra được cái giá trị chung cho cái sản phẩm mà mang tính chất là đặc sắc, đặc sản của địa phương, của vùng miền. Thế qua đây thì tôi đề xuất ba cái ý kiến. Thứ một, ở trong cái giai đoạn này thì ban chỉ đạo chương trình ô cốp cần phải xác lập thêm cái tiêu chuẩn, tiêu chí để bảo vệ được cái giá trị từ cái thương hiệu ô cốp, sản phẩm ô cốp, để chúng ta tránh để cái lạm dụng hoặc mai một dẫn đến là cái thương hiệu ô cốp chưa phát huy được là cái giá trị tối đa nhưng mà lại là ảnh hưởng. Đó là một cái đề nghị. Cái việc thứ hai nữa là tất cả các địa phương chúng ta hiểu rằng đây là một cái chương trình hay, một cái thương hiệu có giá trị, thì chúng ta cũng cần phải xác lập tour tuyến đối với những cái địa điểm là sản phẩm ô cốp, rồi giao cho tất cả các cái sở du lịch cũng như là tất cả các đầu mối liên quan đến dịch vụ du lịch, họ có thông tin để rồi là mình quảng bá được cái tiêu chuẩn, cái sản phẩm và cái giá trị của sản phẩm ô cốp. Cái thứ ba là cũng cần đến quy hoạch, cũng cần đến quy hoạch vùng miền, nhiều cái địa điểm, những cái trung tâm trưng bày giới thiệu sản phẩm, giới thiệu kết nối giao thương để phát huy cái việc là giao dịch rồi thúc đẩy cái mua bán
đối với những cái sản phẩm OCOP vùng hướng đến là góp phần vào chuyện đưa sản phẩm OCOP ra ngoài quốc tế, tạo nên một cái giá trị sản phẩm OCOP cho Việt Nam mạnh mẽ hơn. Với những ý kiến như vậy thì tôi nghĩ trong giai đoạn 2 của chương trình phát triển sản phẩm OCOP mà gắn với du lịch thì tôi cho rằng là đây là một sự đồng thuận và đây là một cái giá trị to lớn mà cái thương hiệu chúng ta đã làm nên một cái sản phẩm mang thương hiệu quốc gia, cả nước chúng ta đồng thuận, thì đây là một cái chương trình rất là ý nghĩa, rất là hay và rất có giá trị. Cuối cùng tôi xin chúc cho quý vị đại biểu, quý vị lãnh đạo sức khỏe và chúc cho diễn đàn chúng ta thành công. Xin cảm ơn. Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Hoàng Anh.